Hiếu Minh Audio xin mến chào tất cả các bác và tất cả các anh chị em yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc nha. Thì ở những video trước thì em đã có vài bài giới thiệu về cục đẩy Crown XLI 3500. Thì đây là dòng đẩy rất là chất lượng, cho công suất ra 1000W một kênh bác nhá. Thì trong cái clip này em xin phép là test chất âm của cục đẩy Crown này, test chay bác nhá. Test chay với ba cặp loa bắt 30, trong đó sẽ có một cặp ba loa B3X12i và một cặp loa KP6012 và một cặp loa B3J212. Đây các bác cùng nhà nhìn lại cục đẩy Crown XLI rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp. Và giá tiền rất hợp các bác chơi gia đình và có thể chơi những show nhỏ hoặc phòng hát. Với nguồn đồng 100% bác nhá. Và đường kính rơ 20 đến 21 cm bác ạ. Chạy mạch cờ nát hát, tiếng rất là sáng các bác ạ. Đây các bác nhìn cùng nhìn với em đấu đây là sẽ gồm loa KP6012 này. Đấy. Và loa B3J212. Đây. Hai cặp em đấu dây trắng nha các bác nha. Dây trắng thì em đấu vào đây. Và dây kẹp ở trên đẩy. Và cùng với nó là hai đầu lưu trích em đấu vào một cặp loa B3X12i. Hàng loại 1 Trung Quốc. Đây. Và bây giờ em sẽ các bác xin phép các bác cùng với em thẩm âm cục đẩy này. Và em đây là em chỉ test với đẩy không bác nhá, không qua một thiết bị khuếch đại nào cả. Thì bác cùng nghe và thẩm âm với em.
đấy, như các bác có thể xem video thì em mới chỉ vặn hơn 15%, hơn 50% âm lượng, hơn 50% âm lượng là đã cũng là sức mạnh khủng khiếp lắm rồi với ba cặp loa bát 30 này. Và với công suất con này cho ra là 1000W một kênh bác nhá. Thì đây sẽ hứa hẹn sắp tới sẽ là một dòng đẩy thứ nhất đẹp về hình thức, và cái hai là với công suất rất là tốt và giá thành rất hợp lý cho bác. Và sắp tới bên Hiếu Minh sẽ về rất nhiều các dòng cờ đao XLI 2500 hoặc là XLI 3500 cho bác lựa chọn. Với mẫu mã đẹp như vậy thì hiện tại là sắp tới sẽ là một sản phẩm hot nhất trong năm 2018 và 2019 bác nhé, với giá thành rất hợp lý. Và em cam kết nguồn đồng 100% bác nhé, cam kết nguồn đồng 100%. Thì các bác nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại là 0919182233 hoặc số Viettel là 0168984 0238. Bên em hôm nay rời rất nhiều hàng thì em có phơi ra một chút thôi. Thì và em xin phép kính chào tất cả các bác và hẹn tất cả các bác ở những video tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt ạ. Và giá em sẽ để dưới thanh tiêu đề các bác nhé.